Thiếu Vũ, Thiếu Vũ, vô địch thiên hạ. Thiếu Vũ cố lên. Đồ đệ lên đi, đánh cho bọn họ mặt nở hoa. Á. Hừ. Ôi. Vì. Thiếu Vũ cố lên, ngồi xuống. Ngã ra đất. Ha ha, ba tên khốn đợi chết đi. Mở mắt. Á. Mắt của ta. Xem chiêu. Á. Á. Xem lôi quang đồ long toàn của ta đây. Hay, làm tốt lắm. Thiếu Vũ cố lên. Đây mới là đồ nhi giỏi của ta, không làm mất mặt vi sư. Quả nhiên, có sư phụ như nào thì sẽ có đồ đệ thế đó. Ta thấy, bọn họ có phong thái vô sỉ giống thánh chủ. Hừ, đấu với ta ư, các ngươi còn non lắm. Ba người bọn ta liên thủ, vô địch thiên hạ. Trên sân, ta còn muốn nói thêm vài câu. Hôm nay, ta có thể thắng được, đầu tiên là phải cảm ơn sư phụ của ta. Nhờ sự vô sỉ của hắn thì mới có thể dạy được. Ngươi cút xuống cho lão tử. Lượt thi đấu này, Cung Tiểu Thiên Nhi, Thiếu Vũ, Vương Bưu thắng. Vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, trừ Nam Cung Tử Nguyệt bỏ thi đấu, Hạo Thiên Thành Vĩ và Mộ Vân Thiếu Hòa, 16 tuyển thủ còn lại tiếp tục lên sân rút thăm đối chiến. Tiêu Kiếm, Hổ Oa, lên sân. Ta nhận thua. Sao có thể chưa đánh đã nhận thua chứ? Được, lượt đầu tiên Hổ Oa thắng, tiếp theo là Tịch Nhan và... ta cũng nhận thua, dù sao ta cũng đánh không lại Tịch Nhan. Lượt thứ hai, Tịch Nhan thắng, Ngưu Bôn, Vương Bưu, lên sân. Ngươi, lên đây. Ta không đánh nữa, ta nhận. Nhận cái con mẹ ngươi, nhận như vậy ngươi không cần mạng nữa à? Đàn ông đích thực thì phải đối quyết với Ngưu Bôn. Lên đi, huynh đệ, bọn ta sẽ ở dưới sân cổ vũ cho ngươi. Các ngươi thật sự là huynh đệ tốt của ta. Tỷ, ra tay nhẹ chút. Đơn giản. Úi, á, đau. Lão Ngưu, cô cháu gái này của ngươi, cũng giữ rồi. Ha ha ha, con gái nên giữ một chút. Huynh đệ, ngươi vẫn ổn chứ? Có gì ngôn gì không? Lượt thi đấu này, Ngưu Bôn thắng. Lượt tiếp theo, Đông Phương. Hoàng hôn. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.